Rồi, hello, xin chào anh em. Hôm nay mình mới mua lọ nước hoa này. Cái hãng này là hãng Le Labo. Cái hãng này là của Mỹ. Cái hãng nước hoa này là đó là chai này là chai Santa Baba. Đấy, tiếng Việt mình cứ đọc như vậy. Santan Baba, còn tiếng Anh nó là Santan ấy, cái gì đấy. Santo, Santèo gì. Ok chưa? Đó, mình thử mở ra xem có cái gì đây. Cái này là cái phiếu gì đây cũng không biết. Toàn tiếng Anh. Ở đây là em đó đây. Cái chai này thì nói thật với anh em là nó làm lên tên tuổi của cái hãng nước hoa này. Anh em hay thấy dạo này Facebook nó quảng cáo rất nhiều cái chai này không? Nó chỉ hơn 1 triệu thôi đúng không? Thực ra đó là hàng nhái đấy, không phải hàng chuẩn đâu. Vì cái chai này hàng chuẩn của nó khoảng 5-6 củ gì cơ. Như mình mua thì mình mua hơn 5 triệu thôi. Nó tùy từng theo đợt và tùy từng người order anh em ạ. Đấy. Cái chai nước hoa này nói thật với anh em ấy, ở trên thế giới nó chỉ có 10 nước được bán thôi. 10 nước bán hiện giờ nó không phải được bán mà mới có 10 nước có store của cái hãng này. Cái hãng này nó như kiểu là cái phòng thí nghiệm ấy. À, cái kiểu như là cái em nhìn như kiểu là chai như kiểu là ở trong phòng thí nghiệm ra đấy. Cái chai nó là chai 33 thì là nó tổng hợp. Cái chai này nó tên là số 33 này nó hiển thị cho là 33 nguyên liệu để tạo ra chai nước hoa này. Thực sự mấy anh em mà chai này nó là đẳng cấp, tạo lên cái thương hiệu Le Labo này anh em ạ. Đó anh em. Chai 100ml anh em nhé. Mình cũng đang dùng thử chai 13. Nhưng mà nói chung là chai 13 và chai 33 này thì nó có. Chai 33 này thì nó là dùng vào mùa thu và mùa đông. Chai 13 nó dùng vào mùa hè và mùa xuân. Anh em nào có combo hai chai này thì đúng là combo hủy diệt mẹ luôn. Đúng không anh em? Đây nó chỉ có như vậy thôi anh em ạ. Đây là mấy cái lót của nó. Đó. Ok cho anh em. Chai này nó thơm thì nó như kiểu cái nước hoa dạng như này nó như kiểu là nó không phải như kiểu là mấy cái hãng khác. Cái hãng này nó kiểu nó cá nhân hóa người dùng hơn. Đấy. Vì là theo từng lô, có những lô thì nó mùi kiểu mùi nó đậm hơn, có những lô kiểu nó hơi khác một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Vì cái này là nó tự pha thủ công mà anh em. Ok chưa anh em? Xin chào anh em thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé.